chào mừng mọi người quay lại với Radio Cầu Nguyện Cùng Giêsu với không gian thần thánh này. Hãy cùng nhau tìm hiểu và lắng nghe lời Chúa, nguồn cội của sự yên bình, hy vọng và tình yêu vô bờ. Trong không gian này, chúng ta sẽ chia sẻ những lời giáo huấn bổ ích, những câu chuyện đầy ý nghĩa và nhận được sự truyền cảm hứng và cổ vũ từ Chúa. Trước tiên hãy bấm thích video để xác nhận là bạn đang tập trung lắng nghe từng hơi thở của Chúa dâng tràn trong những lời giáo huấn, những lời an ủi và những lời hứa của Ngài. Cộng đoàn bắt đầu cùng suy niệm. Hôm nay Chúa đang nói với bạn thông điệp mạnh mẽ này. Đây là thông điệp dành cho những người có đức tin chân thật vào Chúa. Những ai xem video này đến cuối cùng sẽ nhận được phước lành và trải nghiệm những phép màu sẽ thay đổi cuộc sống của bạn. Mến chào tất cả anh chị em. Trong radio hôm nay, chúng ta sẽ khám phá một sự kiện đang gây chấn động trên toàn cầu sau bầu cử. Donald Trump đã có những hành động táo bạo và những thông điệp mạnh mẽ, khẳng định niềm tin của ông vào Chúa và lời cầu nguyện cho đất nước. Liệu đây có phải là dấu hiệu của một thời kỳ mới cho thế giới và đặc biệt là cho những người có đức tin? Hãy cùng tìm hiểu thông điệp Chúa muốn gửi gắm qua những biến động này. Có một tin vui đang đến cho mọi Kitô hữu trên toàn thế giới. Vâng, bạn không nghe nhầm đâu. Đây thực sự là tin tuyệt vời cho mọi tín hữu khi Chúa Giêsu đang đặt những người Ngài chọn trở lại trong quyền lực. Donald Trump Jr. đang mạnh mẽ tuyên bố và đón nhận Chúa Giêsu Kitô chưa bao giờ như thế này. Gần đây, ông đã nói, chúng ta cần đưa nước Mỹ trở lại cầu nguyện. Thông điệp này không chỉ giới hạn ở nước Mỹ hay chính trị, mà còn mở rộng đến việc Donald Trump trở lại làm Tổng thống và sự kiện thời cuối đang dần hé mở. Trong video hôm nay, bạn sẽ hiểu lý do vì sao cần vui mừng khi Trump tái đắc cử và ý nghĩa tiên tri của chiến thắng này trong khung cảnh lời tiên tri kinh thánh, đặc biệt liên quan đến sự rapture, ngày tận thế và sự bắt đầu của 7 năm đại nạn, còn được gọi là tuần lễ thứ 70 của Daniel hoặc thời điểm của hoạn nạn của Jacob. Hãy nhớ rằng, Chúa có thể dùng bất kỳ ai, trong bất kỳ cách nào, để thực hiện mục đích thiêng liêng của Ngài, và lần này, Ngài đang dùng Donald Trump để hoàn thành ý muốn của Ngài. Trước khi bắt đầu video và giải thích lý do tại sao với tư cách Kitô hữu, bạn nên vui mừng trong mùa này, tôi muốn hỏi, bạn có cảm nhận được sự hiện diện của Chúa Giêsu Kitô đang rất gần không? Nếu có, hãy bình luận vâng, tôi cảm nhận được sự hiện diện của Ngài ở bên dưới. Như đã nói, có một tin vui đang đến cho mọi Kitô hữu trên toàn thế giới vì có vẻ như kế hoạch của Donald Trump lần thứ hai bao gồm Chúa ở vị trí trung tâm. Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng Chúa sử dụng các nhà lãnh đạo và các quốc gia để thực hiện kế hoạch thiêng liêng của Ngài. Từ các vị vua của Israel đến các đế chế thế giới, Chúa đã đặt những cá nhân vào quyền lực để hoàn thành ý định của Ngài. Trong giờ phút quan trọng này, có vẻ như Donald Trump đang được dùng như một công cụ cho kế hoạch của Chúa trong những thời điểm khó khăn này. Sự trở lại của ông ấy đại diện cho một tia hy vọng cho Kitô hữu trên toàn thế giới, không chỉ vì ảnh hưởng chính trị của ông, mà vì ông ấy đang đi theo một mệnh lệnh thiêng liêng khi công khai thừa nhận Chúa Giêsu Kitô và mạnh mẽ kêu gọi mọi người cầu nguyện. Sự thay đổi này phù hợp sâu sắc với các lời tiên tri trong Kinh Thánh. Nếu bạn là Kitô hữu, đây là lúc để vui mừng chưa từng có. Chúng ta đã cầu nguyện cho một nhà lãnh đạo sẽ gìn giữ các giá trị Kitô giáo, bảo vệ tự do tôn giáo và lãnh đạo bằng sự chính trực. Cam kết của Trump để đưa cầu nguyện và đức tin trở lại không gian công cộng thể hiện bàn tay của Chúa. Ảnh hưởng của Donald Trump phù hợp với lịch trình tiên tri của Chúa. Chúng ta đang sống trong những ngày chưa từng có với những sự kiện phù hợp với các lời tiên tri kinh thánh. Với sự trở lại của Trump là một lời kêu gọi đổi mới về cầu nguyện, sự công chính và trách nhiệm đối với lời Chúa. Là tổng thống của một trong những quốc gia quyền lực nhất thế giới, ông ấy có thể mang lại những thay đổi quan trọng củng cố các giá trị Kitô giáo trên toàn cầu.
Lịch sử Kinh Thánh thường nhắc nhở chúng ta rằng Chúa nâng đỡ các nhà lãnh đạo để mang đến sự phục hưng, để đưa một dân tộc quay trở lại với Ngài. Chúng ta thấy điều này trong cuộc đời của các vị vua như David, Rốt Vua và nhiều người khác đã được đặt ở những vị trí chiến lược để dẫn dắt dân Ngài. Chiến thắng của Trump là dấu hiệu rằng Chúa đang làm điều tương tự hôm nay, nâng đỡ những người lãnh đạo sẽ đứng lên vì sự thật, bảo vệ công lý và chuẩn bị hội thánh cho những điều phía trước. Nhiều người đã chế giễu, nhưng Thánh Linh đang hành động. Đúng như Trump tuyên bố, chúng ta cần làm cho nước Mỹ cầu nguyện trở lại. Đây là một lời kêu gọi đến hội thánh, một lời triệu hồi mọi Kitô hữu, mọi tín hữu của Chúa Kitô để bước vào cầu nguyện với sự nhiệt thành mới, để cầu nguyện cho nước Mỹ, cho các quốc gia và cho sự cứu rỗi của những người lạc lối. Sự trở lại của Trump có thể đang đặt nền móng cho những gì Kinh Thánh miêu tả như sự giáp tở, khoảnh khắc khi Chúa Kitô sẽ gọi hội thánh của Ngài về bên Ngài. Đối với những ai quen thuộc với các tiên tri về thời cuối, sự kiện này dẫn đến một giai đoạn thử thách và tribulation được biết đến như là tuần lễ thứ 70 của Daniel hay thời kỳ hoạn nạn của Jacob. Một thời gian 7 năm đầy biến động với chiến tranh thiêng liêng mạnh mẽ và sự hoàn tất của nhiều lời tiên tri. Trump đang mạnh mẽ đứng lên vì cầu nguyện và đức tin. Điều này có thể là một sự chuẩn bị cho những gì Chúa sẽ làm ở quy mô lớn hơn. Có thể là một lời kêu gọi cuối cùng cho sự ăn năn, cho phép mọi người quay trở lại với Chúa trước khi sự giáp trở diễn ra. Theo lời Chúa, Ngài sắp đặt và loại bỏ các nhà lãnh đạo qua các thế hệ, di chuyển các quốc gia như những quân cờ trên bàn cờ thiêng liêng của Ngài. Khi những sự chuyển tiếp này đang diễn ra, chúng ta không nên để mình bị cuốn vào bởi những lời hứa hòa bình và thịnh vượng thường được xã hội và truyền thông nhắc đến. Trong khi Chúa nâng đỡ các nhà lãnh đạo cho những người công chính của Ngài, thì kẻ ác, quỷ dữ cũng đang hành động, thao túng tâm trí của con người và lập nên một đội quân của những linh hồn bị lừa dối, ủng hộ sự xuất hiện của Antichrist. Sự trỗi dậy của Antichrist không đến một cách đột ngột hay cô lập mà từ từ xuất hiện, qua những ý tưởng và tư tưởng làm cho sự nổi loạn chống lại Chúa trở nên bình thường. Tuy nhiên, ngay cả khi kẻ thù tập hợp đội quân của mình, chúng ta nhớ rằng quyền năng của Chúa vượt trên tất cả. Chúa đã hứa rằng những ai kiên định trong Ngài sẽ không bị lừa dối. Đây là lúc để thức tỉnh về mặt thiêng liêng, trang bị cho mình bằng lời Chúa và đứng vững trong đức tin, từ chối bị cuốn theo các xu hướng của thế giới. Chúa đang nâng đỡ một thế hệ công chính, một dân sẽ tỏa sáng ánh sáng của Ngài trong bóng tối và phơi bày những dối trá của kẻ thù. Nhớ rằng, Trump chỉ là một công cụ mà Chúa chọn, như bao người khác trong lịch sử đã được Ngài đặt lên để mang đến sự thay đổi lớn nhờ ơn Chúa. Hãy giữ chặt mắt của chúng ta vào Chúa Giêsu Kitô, đấng lãnh đạo thật sự và duy nhất của vũ trụ, và kế hoạch của Ngài là không thể ngăn cản. Khi thế giới chấp nhận sự lừa dối, chúng ta hãy giữ vững sự thật, nhớ rằng chiến thắng cuối cùng thuộc về Chúa Kitô. Những ngày sắp tới sẽ tiết lộ ai đứng về sự thật và ai đã rơi vào cạm bẫy của giả dối. Tiếp theo chúng ta cùng dâng lên lời cầu nguyện cao quý. Lạy Chúa, đấng sẽ bảo vệ danh Ngài và bảo vệ dân Ngài. Chúng con cảm tạ Chúa vì những nhà lãnh đạo công chính, những người đang đứng vững, can đảm bảo vệ sự thật của Ngài và tỏa sáng trong bóng tối. Nhưng lạy Cha, chúng con biết rằng kẻ thù cũng đang hành động, tìm cách lừa dối, thao túng và lập nên các thế lực của bóng tối để chống lại ý muốn của Ngài. Lạy Cha, ma quỷ như sư tử gầm giống, như Ngài đã nói, đang chiêu dụ, ảnh hưởng và chuẩn bị một đội quân linh hồn bị lừa dối để đón chào Antichrist. Vì vậy, lạy Chúa, xin hãy phơi bày mọi mưu đồ của kẻ thù, vạch trần bẫy dập, những lời dối trá, sự lừa đảo đang giăng bẫy trước dân Ngài. Xin hãy ban sức mạnh cho chúng con để kháng cự những ảnh hưởng này với lòng can đảm và quyết tâm. Xin Chúa bảo vệ tâm trí và trái tim chúng con, giữ gìn chúng con bằng lời của Ngài và củng cố chúng con bằng Thánh Linh của Ngài.
Lạy Chúa, chúng con cầu xin Ngài ban cho chúng con tinh thần phân định để nhận ra sự giả dối ngay cả khi nó khoác lên chiếc áo công chính. Xin giúp chúng con nhìn xa hơn những lời hứa về hòa bình và an toàn của thế gian này và hiểu được sự khẩn cấp của thời gian chúng con đang sống. Xin cho lòng chúng con luôn tỉnh thức và nhạy bén với những lời cảnh báo của Ngài để chúng con bước đi trong sự thật và tránh xa cạm bẫy của kẻ thù. Xin đừng để chúng con bất ngờ trước những gì xảy đến, nhưng thay vào đó, hãy cho chúng con sống mỗi ngày trong sự sẵn sàng cho sự tái lâm của Ngài. Lạy Cha, chúng con cầu nguyện cho những ai đang bị lừa dối, những người vô tình đứng về phía bóng tối. Chúng con cầu nguyện cho mắt họ được mở ra, lớp màn che được rơi xuống, để họ nhận ra sự thật của Chúa Giêsu Kitô và quay trở lại từ con đường diệt vong. Lạy Chúa, xin ban Thánh Linh để thuyết phục, lôi kéo những trái tim về sự ăn năn, đánh thức những linh hồn hướng về chân lý của Ngài. Xin cho ánh sáng của Ngài chiếu rọi qua những góc tối nhất của thế gian này, phá tan kế hoạch của kẻ thù và kéo mọi người trở về với Ngài. Xin ban sức mạnh cho chúng con, lạy Chúa, để trở thành những chứng nhân kiên định của vương quốc Ngài. Đổ đầy lòng can đảm, đức tin kiên vững và sự dũng cảm để tuyên xưng sự thật của Ngài mà không hề sợ hãi. Hãy để chúng con trở thành thế hệ đứng vững trước sự lừa dối, một dân tộc giữ vững lời Ngài và sống trong niềm mong đợi sự tái lâm của Ngài. Chúng con bám chặt vào những lời hứa của Ngài, lạy Chúa, rằng Ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng con hay lìa xa chúng con. Xin nhắc nhở chúng con mỗi ngày về chiến thắng mà chúng con có được trong Chúa Giêsu Kitô và rằng, dù cuộc chiến có dữ dội thế nào, chiến thắng cuối cùng vẫn thuộc về Ngài. Xin củng cố chúng con để đứng vững, lạy Chúa, như những ánh sáng trong thế giới tối tăm, tuyên xưng sự thật của Ngài cho đến ngày chúng con được thấy Ngài diện đối diện. Trong danh Thánh Chúa Giêsu Kitô, chúng con cầu nguyện. Amen. Cảm ơn anh chị em đã dành thời gian theo dõi. Hãy nhớ rằng dù thời cuộc có thay đổi ra sao, Chúa vẫn là đấng nắm quyền tể trị và hướng dẫn chúng ta qua mọi hoàn cảnh. Hãy cầu nguyện, giữ vững đức tin và luôn tỉnh thức vì Ngài đang hành động trong thế gian. Nếu bạn cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong thời điểm này, hãy để lại bình luận và chia sẻ suy nghĩ của bạn. Xin Chúa ban phước lành cho tất cả chúng ta. Tiếp theo là lời Chúa dành cho anh chị em hôm nay. Con của Cha, Cha yêu con. Tình yêu này không thoáng qua mà là vĩnh cửu, hôm nay và mãi mãi. Cha yêu con ngay cả trong những khoảnh khắc nghi ngờ hay đau khổ, tình yêu của Cha vẫn kiên định. Đừng trao trái tim con cho những người không coi trọng hay đối xử tệ bạc với tình cảm của con. Hãy để Cha làm chủ trái tim con và con sẽ tìm thấy bình yên. Cha biết những đêm của con thấm đầy nước mắt. Hãy đến với Cha để tìm bình yên, tình yêu và sự nghỉ ngơi. Ngay cả khi con vấp ngã, Cha sẽ không quay lưng với con. Cha trân trọng con và chấp nhận con mãi mãi. Con thuộc về Cha. Đừng trì hoãn việc trở về trong vòng tay Cha. Hãy giữ vững những gì Cha đã ban cho con. Cha có nhiều điều muốn chia sẻ, nhưng con chưa sẵn sàng để gánh hết tất cả. Cha thật lòng mong muốn con đến gần Cha. Cha ở đây chờ đón con trong vòng tay yêu thương của Cha. Tình yêu của Cha dành cho con sẽ không bao giờ lay chuyển. Cuộc sống của con đang thay đổi vì Cha đang can thiệp vào nó một cách kỳ diệu. Sớm thôi, con sẽ nhìn thấy bằng chính đôi mắt của mình con đường dẫn đến tự do khỏi sự đau khổ của con. Cha không phải là ảo ảnh, con biết rõ Cha. Hãy gạt bỏ những nghi ngờ. Trong mỗi giờ tối tăm, Cha đã ở bên con, dẫn dắt con trở lại ánh sáng của sự sống. Dù những năm tháng đầu đời của con đầy xáo trộn, từ khi Cha bước vào cuộc sống của con, mọi thứ đã trở nên tươi sáng hơn rất nhiều. Hãy để ngọn lửa trong trái tim con xác nhận điều này. Giấc mơ Cha gieo trong con đang nở rộ. Con là cả rễ và cành của nó. Nó sẽ che chở và nuôi dưỡng không chỉ con mà cả những người con yêu thương. Hãy nắm chặt sự sống mà Cha ban cho con.
chuẩn bị bản thân cho những điều lớn lao hơn, vì cha có những kế hoạch sẽ biến đổi con hoàn toàn. Ngay cả khi con vấp ngã, cha chưa bao giờ bỏ rơi con. Những ngày mới đang đến, và con sẽ sớm hát vang trong niềm vui trở lại. Con sẽ tìm thấy điều kỳ diệu mà con tìm kiếm. Hãy tuyên bố niềm tin của con vào cha một lần nữa và cha sẽ hân hoan đón nhận. Con của cha, đừng sợ những thử thách con đang đối mặt. Cha đang chuẩn bị con qua những thử thách này để nhận những phước lành lớn lao hơn. Cha biết nỗi đau và sự chịu đựng của con. Qua những đêm tối nhất, linh hồn của cha mang lại bình yên cho linh hồn con và sự an ủi cho trái tim khao khát của con. Khi con cảm thấy cha xa cách hoặc không hài lòng, hãy tạm dừng và suy ngẫm về hành trình của chúng ta cùng nhau. Nó không phải là vì lợi ích của con sao? Tất cả những gì cha đã làm từ khoảnh khắc đầu tiên cha nhìn thấy và yêu thương con đều không phải vô ích. Tất cả những gì cha đã ban cho con đều quý giá. Hãy kiên nhẫn với bản thân và nhận lấy sự bình yên của cha. Đây là nơi cha hiện diện, nơi mọi thứ con có đang phát triển và nhân lên. Sớm thôi, nỗi buồn của con sẽ chấm dứt và những nhu cầu của con sẽ được đáp ứng. Hãy chờ đợi và nhìn xem. Đừng sợ hãi hay lo lắng. Cha ở cùng con. Cha là Chúa của con. Cha sẽ ban sức mạnh và nâng đỡ con. Cha sẽ bảo vệ con khỏi điều ác. Tương lai của con sẽ không lặp lại những đau đớn của quá khứ. Đã đến lúc những vết thương của con được chữa lành. Con sẽ tiến về phía trước, mang theo chỉ những bài học từ quá khứ. Hãy nghỉ ngơi trong vòng tay cha khi con yếu đuối và khóc mà không ngần ngại. Hãy đến với cha với trái tim rộng mở. Cha hiểu những khó khăn của con mà không trách móc. Con chân thành và tốt bụng dù đã bị tổn thương bởi những người bỏ rơi con. Con đã trao yêu thương ngay cả khi con không còn gì để cho. Hãy lắng nghe cha bây giờ và tin vào lời của cha. Những đau khổ trong quá khứ sẽ không trở lại. Hãy đặt trọn niềm tin vào cha và cha sẽ dẫn dắt con trên con đường tốt đẹp hơn. Cha ở đây, con có thể nói bất cứ điều gì với cha. Hãy nói chuyện với cha khi con buồn bực và khóc trong vòng tay cha. Hãy cẩn thận khi chia sẻ những bí mật với những người không đáng tin cậy, những người tuyên bố yêu con nhưng có thể phản bội con. Con của cha, hãy đón nhận lời cha để con có thể biết cha nhiều hơn. Một giai đoạn mới của cuộc đời con đang mở ra, sáng rực như ánh nắng và không còn những đau khổ trong quá khứ. Khi con khóc, đó sẽ là vì nhìn thấy những lời hứa của cha được thực hiện. Khi con lắng nghe trong sự tĩnh lặng, hãy nhận biết rằng cha đang ở đây. Cha thì thầm qua thánh linh của cha, thổi sự sống, tình yêu và hy vọng vào con cả ngày lẫn đêm. Cha nuôi dưỡng con bằng sự thật. Cha khích lệ con, nói rằng cha đang làm việc trong cuộc sống của con. Hãy chạy cùng cha trong cuộc đua này và cha sẽ ban cho con chiến thắng. Con là một nhà vô địch, một chiến binh, một kẻ chinh phục, một người vượt qua. Cha ban sức mạnh và năng lượng cho con để chạy và cha ở bên con trong từng bước đi. Cha nghe thấy tiếng khóc của con và đáp lại. Cha nhìn thấy con trong những giờ sớm mai khi con tìm kiếm cha, mắt mở nói rằng cha ơi, con tin tưởng. Con biết rằng ngài ở đó, con cúi đầu nhưng vẫn dũng cảm đưa ra yêu cầu, chắc chắn về tình yêu và sự đáp lại của cha. Trái tim cha mở rộng vì con, ngay cả khi con yếu đuối, con vẫn dịu dàng và sáng rực như ngọn lửa. Hãy yên tĩnh trong tâm hồn con vì cha sẽ sớm xuất hiện. Đừng chờ đợi thiên đàng để biết vinh quang của cha. Con là con của cha bây giờ và sẽ làm những công việc kỳ diệu qua sự cống hiến của con cho cha. Hãy tiếp tục tiến lên, người yêu dấu của cha, vì cha hào phóng và cha cung cấp mọi thứ. Hãy đến và nhận chúng. Những lời cầu nguyện và lòng dũng cảm của con mang lại tất cả các phước lành. Hãy trân trọng cuộc sống con đã được ban. Cha ban cho con một trái tim mạnh mẽ. Đừng lùi bước. Hãy cầu nguyện nhiệt thành, làm việc trung thực và luôn trung thành.
hãy trao trái tim và tình yêu của con cho cha và cha sẽ đảm bảo rằng con có tất cả những gì con mong muốn. Hãy lắng nghe cha hàng ngày, mở rộng tinh thần của con để đón nhận niềm tin và hy vọng để kẻ thù không thể làm con nản lòng bằng sự tuyệt vọng. Không ai có thể vượt qua cha. Những cuộc tấn công của kẻ thù không thể thực sự làm hại con. Cha muốn con thật sự biết con là ai, vượt xa những giả dối mà người khác đặt lên con. Con tìm thấy sự can đảm trong những thử thách của cuộc sống. Con là một tảng đá, tuân theo các mệnh lệnh của cha. Hãy bảo vệ những điều này hơn là những lời nói hoặc cảm xúc đơn thuần. Luôn nghĩ về cha, cha của con. Hãy mở mắt và nhìn thấy cha, mở trái và nghe tiếng của cha, mở vòng tay và cha sẽ đến gần. Hãy tin tưởng cha như một đứa trẻ ngủ yên, biết rằng người bảo vệ sẽ cung cấp. Hãy mang đến cho cha niềm tin của con, điều quý giá nhất. Hãy lắng nghe, đón nhận những lời này từ trái tim cha đến trái tim con. Nhắm mắt lại và tin tưởng. Hãy đón nhận tình yêu dịu dàng này đang bao bọc trái tim con. Khi thế giới đầy lo âu và thất vọng, con có một Chúa yêu thương con và chờ đón con với vòng tay mở rộng để đón con về nhà. Cha đã chọn con vì trái tim đơn thuần của con. Dù con đã nghe nhiều điều nhưng con không xa rời cha. Con biết rằng không nơi nào khác con sẽ tìm thấy tình yêu vô điều kiện, hy vọng và chào đón như thế. Hãy giữ vững đức tin của con, cầu nguyện với cha hàng ngày và dành thời gian trong cuộc sống bận rộn của con để ngồi với cha trong yên tĩnh. Những gì con gieo cùng cha sẽ gặt hái gấp ngàn lần. Cha sắp làm những điều vĩ đại trong cuộc đời con, vượt xa những gì con đã mơ tưởng. Cha đang dẫn dắt con đến những nơi mà trái tim con chỉ có thể tưởng tượng, mở ra những cánh cửa mà con nghĩ đã mãi mãi đóng lại. Những lời và lời hứa của cha là chân thật. Ngày qua ngày, cha nghe những lời cầu nguyện của con và đức tin trong lời nói của con. Cha yêu con sâu sắc và sẽ ban phước cho con cho đến khi không còn nước mắt của thất vọng. Hãy đứng bên cạnh cha và nhìn về chân trời. Hãy nói với cha những giấc mơ của con, liệu con đã mất hết chúng chưa? Cha nhớ con khi còn là một đứa trẻ, nghĩ về những nơi con mơ ước được thấy. Ánh sáng đã tỏa sáng trong con nhưng theo thời gian nụ cười của con dần phai nhạt. Cha biết con đã được giao cho quá nhiều để mang và những người lẽ ra phải giúp đỡ con đã rời xa. Cha đã thấy con quay vào trong khi không có ai đấu tranh cho con, nhưng cha luôn ở đó, dõi theo và thắp sáng bóng tối của con, mang lại những tia sáng của một tương lai tốt đẹp hơn. Con biết rằng sự từ chối và khó khăn không định nghĩa con. Có điều gì đó thúc đẩy con tiến về phía trước, vượt qua các chướng ngại vật để tiến lên và mạo hiểm. Cuộc sống này và ngày mai là định mệnh của con để trưởng thành, đạt được, rời đi, trở lại và giúp đỡ nhiều người, bao gồm cả chính con. Cha đã biết điều này trước khi cha hình thành con. Đó là một quá trình tinh luyện chậm rãi, mở ra con như một bông hoa. Con đã chịu đựng những mùa khắc nghiệt nhưng tất cả đều là sự chuẩn bị. Con là đứa con yêu dấu của cha, được sinh ra để mang tin vui của cha đến cho người khác và an ủi những ai đau buồn. Khi con gọi, cha sẽ trả lời. Đừng sợ vì cha ở cùng con. Cha ràng buộc mình với lời nói của mình. Con đã hành xử trưởng thành, giữ bản thân luôn đáng kính và trưởng thành. Bây giờ con đã sẵn sàng bước vào một cõi tâm linh mới, nơi con sẽ dành cả ngày cho đến cuối những năm tháng của mình. Hãy tập trung vào con đường của con, không phải của người khác. Con có những giấc mơ, hãy tập trung vào chúng thay vì nhìn vào những giấc mơ của người khác thành hiện thực. Hãy để họ mơ nhưng con cũng phải mơ. Những nỗ lực của con sẽ không vô ích hay bị lãng quên. Con đã đi xa đến mức này không phải để quay lại. Cha đã mang con đến đây để thừa hưởng những phước lành hứa hẹn. Hy vọng của con sẽ được ban tặng và nhân lên. Con và gia đình của con sẽ được ban phước ngay cả khi người khác đối mặt với sự thiếu thốn và sợ hãi. Khi người khác than thở về sự nghèo khó của họ,
con sẽ cảm ơn cha vì tất cả những gì cha đã ban cho con. Nhiều người tuyệt vọng khi thế giới của họ sụp đổ, nhưng tâm trí con vẫn là mảnh đất màu mỡ khi con lắng nghe lời của cha. Cha đang gieo những hạt giống sẽ lớn lên thành những nhánh mới, đâm chồi và nở hoa với vô số hoa. Cửa thiên đàng đang rộng mở cho con sẽ cảm nhận tình yêu của cha trọn vẹn đến mức con sẽ không bao giờ còn như trước. Thất bại sẽ không còn là một phần của cuộc sống con hay những người gần gũi với con. Linh hồn của cha sẽ ở rất gần đến nỗi con sẽ chỉ tìm thấy bình yên và sức mạnh khi dựa vào cha và nghe lời của cha. Con sẽ vui mừng mỗi ngày bất kể hoàn cảnh. Con đứng kiên định, được thần linh truyền cảm hứng để tiếp tục hành trình của mình. Cánh tay con sẽ mạnh mẽ, đôi chân con nhanh nhẹn và những suy nghĩ mới sẽ lấp đầy tâm trí con khi con mở ra những cánh cửa mới trong cuộc sống. Hãy gạt bỏ mọi nỗi sợ hãi. Con sẽ nói với giọng quyền uy và không ai có địa vị hay quyền lực nào có thể làm con bất an vì con được yêu thương bởi cha. Con sẽ mở rộng trái tim và phước lành sẽ chảy qua con như nước qua dây và những phép màu sẽ tràn ngập trong cuộc sống của con. Tất cả những điều khó khăn đã xảy ra với con sẽ không định nghĩa con. Tất cả những gì con đã mất sẽ được phục hồi, nhân lên và ban phước. Con được tạo ra để thành công. Con là người chiến thắng. Tình yêu của cha đã làm con trở thành một kẻ chinh phục. Khi mọi thứ đều mất và thậm chí hy vọng dường như đã biến mất, linh hồn của cha vẫn tiết lộ cho con lời hứa hùng vĩ của cha. Cha không chọn con để thất bại, con sinh ra để chiến thắng. Cha khao khát con khát khao cha nhiều hơn, biết cha đầy đủ hơn. Ít ai sẽ trao cho con tình yêu thuần khiết và rộng lớn như của cha. Nhiều người sẽ không hiểu nó và sẽ ghét bỏ nó, sẽ từ chối nó. Họ không tin rằng họ cũng được yêu thương và sự hoài nghi dẫn đến cô đơn và mất niềm tin ở người khác. Hãy đến với cha với trái tim mệt mỏi và đầy ước mơ của con. Đó là quyền và bản chất của cha để ban phước cho con. Niềm tin của con vào cha là thuần khiết, ý định của con đối với cha luôn tốt đẹp. Cha mong muốn hoàn thành những ý định cao quý mà con có đối với gia đình của mình. Cha sẽ giữ con khỏi sự nô lệ của các khoản nợ đè nặng. Hãy tin tưởng cha khi cha nói và trong các kế hoạch mà cha có cho con. Lời của cha là chắc chắn và an toàn và kế hoạch của cha là hòa bình và thịnh vượng. Những phước lành cha ban tặng là miễn phí, không phải để tích trữ mà dùng để làm phong phú cuộc sống của người khác. Những gì cha ban tặng nên được gieo như hạt giống, gieo ở nơi hạt giống nhân lên. Đừng giữ những hạt giống này cho riêng mình để chúng mục nát. Như một dòng sông của sự sống, hãy để chúng chảy và loại bỏ những viên đá gồ ghề ngăn cản con phát triển. Cha là Chúa của sự phong phú, của những ai ban phước, chia sẻ, cho đi. Cha nuôi dưỡng con và nhân lên những phước lành cha ban cho con để con không thiếu thốn gì. Cha thấy cuộc sống này khó khăn như thế nào, cha biết gánh nặng của thế giới này nặng nề ra sao. Cha lấp đầy trái tim con bằng những lời đức tin, hy vọng và tình yêu, không chỉ là những lời nói đẹp đẽ mà là những lời của sự sống đời đời. Nếu con giữ chúng trong trái tim và tâm trí, nhiều chiến thắng đang chờ đợi con. Con không có gì phải sợ, không thiếu thốn gì trong cuộc sống của con cũng như trong cuộc sống của con cháu con. Họ không thể chinh phục con. Cha đang làm cho con nhận thức rõ hơn về hoạt động siêu nhiên của cha qua linh hồn của cha. Bàn tay của cha không chỉ để trấn an mà còn để ban sức mạnh và tự chủ để đứng lên và hành động, chiến đấu và vượt qua những gì đối nghịch con. Chúng sẽ rút lui khỏi con trong sợ hãi tột cùng và sẽ không có gì khiến con co rúm trong sợ hãi. Tính cách của con mạnh mẽ nhưng chính sự hiện diện của cha làm con mạnh mẽ hơn. Cha đã ban cho con niềm vui thay cho tàn, đã ban cho con tiếng hát thay cho những gánh nặng nề và đã cho con biết lý do tại sao con ở đây. Con là quý giá nhất trong mắt cha vì con đã được chọn từ ban đầu và vì một mục đích. Do đó, con phải được củng cố bởi sự huy hoàng của cha.
Cha sẽ nâng cao tinh thần của con và những làn gió của quyền năng Cha sẽ thúc đẩy và nâng con lên. Hãy mạo hiểm đi bất cứ nơi nào con muốn và không quyền lực nào của kẻ thù có thể cản trở con. Cha sẽ mở mọi cánh cửa trước con. Cha đã truyền cảm hứng cho con bằng sự hiện diện của Cha. Hãy hỏi và Cha sẽ ban cho con. Hãy tích tụ tất cả và những điều tốt đẹp sẽ tràn ra từ cuộc sống của con ở mọi nơi con đi, trong mọi việc con làm, mọi lúc. Hãy cho đi như con đã nhận. Hãy hỏi mạnh dạn như con cần và tất cả sẽ là của con. Tuy nhiên, chu kỳ ân sủng này phải được thực hiện. Cha đã quy định rằng chạy không kết thúc bằng việc nhận được. Càng cho đi nhiều, con sẽ càng nhận lại nhiều. Điều này hoạt động tốt nhất khi con cho đi một cách tự do như con đã nhận được. Hãy cho đi tất cả. Càng chia sẻ những điều tốt đẹp trong thiện chí, con sẽ càng nhận lại nhiều hơn, phát ra từ bất cứ nơi nào nó đáp xuống. Ví tiền Cha đặt trong tay con luôn mở rộng, hãy tiêu nó và tiêu lại lần nữa. Ở mọi góc đường, bất cứ nơi nào con tìm thấy người nghèo, người lạc lối, người khốn khổ, người đói, người khác, người vô gia cư. Đừng hỏi để đáp ứng nhu cầu của họ, mà hãy hỏi vì lợi ích của họ, lợi ích của cả thế giới, và con sẽ được cho biết rằng tất cả các mối quan hệ của nhân loại và tất cả các nhu cầu cơ bản đều là của con. Của con để trao cho bất kỳ ai con thấy vì bất kỳ lý do gì, hôm nay, ngày mai, luôn luôn. Mục đích của Cha là ban phước cho con, nhưng nghe này, đừng tập trung vào bạc và vàng. Thay vào đó, hãy nghĩ đến những gì tồn tại mãi mãi, về thời gian vô tận. Nếu con thực sự tìm kiếm Cha, con sẽ tìm thấy Cha. Cha sẽ tự hiện diện cho con. Hãy chờ đợi vào lời Cha, đắm mình vào chiều sâu của nó. Nhìn xem, với mỗi phép lạ được ghi lại, đều có một người tin tưởng nhạy cảm, mà tầm vóc không quan trọng. Những người đã cảm ơn Cha vì những món quà họ không thể thấy trước mắt, lòng biết ơn của họ đối với những món quà đó đã sinh ra và nở hoa cho đức tin của họ. Họ đã đi trên biển hoặc vượt qua nó, vượt qua các cánh đồng quân đội, chịu đựng những thử thách không ai có thể chịu đựng được nếu không có cùng loại tinh thần đó tồn tại trong con cho đến ngày nay. Với Cha, con sẽ tìm thấy tình yêu, sự tha thứ, sự chữa lành, sự cứu rỗi, sự khôn ngoan, kiên nhẫn, bình an và trên hết là sự hiểu biết. Cha có tương lai của con trong tay, câu trả lời của con, lối thoát của con, giải pháp của con. Hãy đến gần Cha, hãy lại gần Cha. Cha muốn biết con nhiều hơn, Cha muốn con trải nghiệm sự thật của Cha, trải nghiệm sức mạnh của Cha. Cha muốn con trở thành kênh dẫn và mang vương quốc của Cha đến trái tim con, nhà của con. Cha yêu con và con đón nhận Cha, con lắng nghe Cha và con chờ đợi Cha khi Cha nói trong im lặng. Sau đó, con cầu nguyện và con nói, con trút bầu tâm sự. Vì vậy, hãy cầu nguyện theo cách này và lời cầu nguyện của con sẽ được nghe thấy và Cha sẽ vui mừng. Hãy yêu cầu những gì con muốn, nó sẽ được ban cho con. Hãy chắc chắn về điều này, nếu tất cả những gì con yêu cầu ở Cha đều thuần khiết, không bị ô nhiễm và tập trung vào những điều tốt đẹp về mặt tâm linh, thì khi con trưởng thành, mọi việc của con cũng sẽ tốt đẹp. Cha ban phước cho con và gia đình của con như Cha đã làm từ trước đến nay, ban cho con nhiều bằng chứng về tình yêu của Cha. Cha cũng ban cho con sự kiên nhẫn để chờ đợi những phép lạ hiện đang được thực hiện. Hãy chuẩn bị cho những điều có vẻ không lường trước. Mặc lấy những bộ quần áo sạch sẽ của hy vọng và Cha sẽ gửi một thiên sứ với thông điệp về sự bình an hoàn hảo và niềm vui lớn. Rồi con sẽ biết rằng Cha không bao giờ nói dối và Cha không do dự ban phước cho con mỗi khi Cha cảm thấy lòng mình được xúc động. Thế giới có thể quay lệch và con có thể đã bị cuốn vào nó, nhưng bây giờ Cha ngồi bên cạnh con luôn luôn. Bởi vì con đã chấp nhận lời của Cha, con đã theo sự dẫn dắt của Cha, con đã lắng nghe những bài học của Cha và con trân trọng chúng mỗi ngày. Khi mặt trời bị che khuất bởi những đám mây,
ánh sáng của vinh quang của Cha vẫn chiếu sáng trong con. Những ai tập trung vào của cải thế gian và những cái xấu có thể nhìn thấy sẽ làm tối đền thờ bên trong của họ bằng sự mê tín và lo lắng, làm mờ mắt tâm linh của họ và lạc lối. Họ có thể bắt đầu cuộc hành trình vào buổi sáng với mục đích tốt nhưng sẽ sa ngã vì bắt đầu tin tưởng vào những lời hứa dễ hư hỏng, vào tình bạn tạm thời và ý kiến của người khác thay vì tập trung vào những ảnh hưởng tiêu cực. Hãy nuôi dưỡng tử cung của tâm hồn và tâm trí của con bằng lời thánh của Cha, lời chữa lành, xây dựng, củng cố và duy trì. Tất cả những lời hứa của Cha đều neo đậu trong tình yêu vĩnh cửu này. Tâm trí của Cha đã quyết định tập trung vào điều này. Cha muốn con được khỏe mạnh và hạnh phúc. Đó là ý muốn của Cha rằng gia đình của con được tự do khỏi mọi loại nô lệ, rằng họ được đầy sức sống và có công việc ý nghĩa để làm, để họ sẽ phát triển mạnh và con sẽ thành công với ước mơ và mong muốn của mình. Rồi vào ngày đó, con sẽ nhận được chiếc cúp của đức tin trong tay. Con có thể nghĩ rằng mình khiêm tốn và ít tham vọng, nhưng hãy biết rằng Cha đang cố gắng chỉ cho con thấy điều gì đó to lớn, và Cha đang trao cho con và gia đình con một sứ mệnh rất lớn. Con sẽ đứng với đầu ngẩng cao và con sẽ kể cho người khác nghe về tin mừng của Chúa của con, tình yêu vĩ đại của Cha và sự tha thứ được ban cho mọi người đến với Cha với trái tim ăn năn, sẵn sàng được biến đổi. Cha có thể thấy ngọn lửa Cha đã đốt cháy trong linh hồn con khi con quyết định tìm kiếm Cha. Con đã chọn mang lời của Cha và ôm ấp một mục đích mới. Cha ở đây, hãy tiếp tục lắng nghe giọng nói của Cha. Cha sẽ dẫn dắt con đến đồng cỏ khác, tiến tới nhiều cánh đồng phước lành hơn. Cha là Cha của con, nhìn con vào ban đêm, dõi theo con vào ban ngày. Cha là người hướng dẫn của con sẽ không vấp ngã, không có gì sẽ làm hại con. Chúng ta sẽ cùng nhau đi trên con đường chính trực. Con sẽ nhìn thẳng phía trước, không còn ngoái nhìn lại sau. Cuối cùng, cảm ơn bạn đã dành thời gian để xem video này và lắng nghe lời nhắn từ Chúa. Điều quan trọng nhất là bạn nhớ rằng mình được tạo ra với một mục đích và số phận riêng và sẽ luôn được Chúa đồng hành và ủng hộ trong cuộc sống. Những thử thách và trở ngại sẽ không bao giờ làm bạn suy sụp nếu bạn luôn tin tưởng và dựa vào sức mạnh của Chúa. Amen. Chúa phù hộ các bạn.